Chú chó bị bà ngoại ném vào chuồng ngựa. Bà ngoại còn cố tình chắn cửa bằng đá. Sau đó bà ngoại đẩy xe ra ngoài. Điều này khiến con chó không yên lòng. Nó lo lắng chạy quanh nhà kho, điên cuồng kéo tảng đá ở cửa. Chú chó không hiểu tại sao bà ngoại lại đối xử với mình như vậy. Nó húc đầu vào mép nhà kho bằng nhựa, dùng mũi đẩy ra ngoài. Nó kiên quyết, kiên trì dùng mũi hẩy và khét một lỗ giấy bóng. 3 lần, 5 lần, rất nhiều lần sẽ tạo thành một lỗ. Nó chui ra ngoài và không ngừng đuổi theo bà ngoại. Chẳng mấy chốc con chó đã bắt kịp bà ngoại. Bà ngoại xua tay cho nó về nhà. Bà bảo chú chó đừng đi theo bà nữa, nhưng con chó không hề nghe lời. Nó nhất quyết đòi hộ tống bà ngoại ra ga. Một chiếc xe buýt dừng lại để đón bà. Bà ngoại chuẩn bị lên xe và rời đi. Con chó miễn cưỡng nhìn lên xe. Nó mong bà ngoại không bao giờ phải lên bệnh viện nữa. Trong năm qua và hơn thế nữa, nó luôn tiễn bà ngoại ở ga. Con chó bước lên sân ga trong tuyệt vọng, bắt đầu một ngày chờ đợi. Gió rất mạnh vào mùa đông. Tôi tự hỏi liệu cát có bay vào mắt nó không. Nước mắt đã làm nhòe đôi mắt của nó. Biểu cảm rất buồn trên khuôn mặt. Lúc này một chiếc xe buýt đang dừng lại. Con chó đứng dậy nhanh chóng. Nó nghiêng đầu cẩn thận nhìn hành khách lên xuống. Tuy nhiên trong xe không có ai mà nó đang kiếm. Cái đôi treo lủng lẳng của nó trông rất thất vọng. Lo rằng bà sẽ không bao giờ quay lại, nó không biết phải đợi bao lâu. Điều duy nhất nó có thể làm là kiên nhẫn chờ đợi. Bất cứ khi nào xe buýt dừng ở điểm dừng, chú chó sẽ tiến tới và quan sát cẩn thận. Tuy nhiên lần này nó đã không làm mọi người thất vọng. Người bà nó nhớ quá cuối cùng đã trở lại. Nó nhảy cưỡng lên sau khi nhìn thấy bà. Trái tim phấn khích của bà không thể diễn tả bằng lời. Bà vuốt đầu con chó và bảo chúng ta về nhà thôi. Con chó dẫn đường bà đang đẩy xe phía sau. Nó sợ mất đi người bà thân yêu của mình. Sau khi chạy về phía trước một lúc, nó lại chạy về chờ bà. Một người và một con chó chạy và dừng lại. Lúc này đã vào buổi chiều. Bà kể rằng con chó đã cùng bà đi qua 6 mùa xuân hạ thu đông. Kể từ khi chồng bà qua đời, chỉ có con chó này sống với bà. Chó rất quý mến người. Dù bà có đi đâu, nó theo sát phía sau từng bước một. Vì cả bà con chó đều sợ lạnh, do đó bà đã mang nó theo mỗi ngày để tránh cái lạnh trong nhà kính. Nhưng bây giờ bà đã 86 tuổi, thỉnh thoảng tôi phải đến bệnh viện để điều trị. Bà không muốn con cháu của mình đợi ở nhà ga, vì vậy đã nhốt con chó vào nhà kho. Tôi hy vọng nó có thể đợi tôi ở nhà, nhưng con chó nhất quyết đợi bà ở nhà ga. Ngày hôm sau con chó vẫn như trước chờ bà về ở nhà ga. Tuy nhiên mỗi lần trở về nơi xuất phát, nó lại rất thất vọng. Mặt trời đã bắt đầu lặn, bầu trời dần tối lại một cơn gió lạnh về đêm. Con chó run rẩy vì lạnh, nó nheo mắt vẫn không chịu rời đi. Đợi đến rất muộn, chuyến xe buýt cuối cùng thắp sáng màn đêm tối. Chú chó hào hứng chạy đến bên bà, đói và lạnh giống như một đứa trẻ. Cảm thấy tủi thân và làm nũng trong vòng tay bà. Ngày hôm sau bà gửi con chó sang nhà hàng xóm. Chú chó nhìn thấy bà bỏ rơi mình liền bỏ chạy. Nó trở nên cực kỳ thú vị, đang cố gắng hết sức để trốn thoát hàng xóm. Không thể làm gì được, tôi đã phải buông sợi dây kéo. Nó chạy suốt quãng đường về nhà, không ngờ bà đang ngồi ở nhà đợi. Hóa ra bà chỉ muốn con chó biết bà luôn ở đó. Đừng lo lắng quá nhiều về nó. Trong vài ngày tới bà sẽ huấn luyện chó mỗi ngày. Tôi mong nó có thể quen với những ngày không có bà, càng sớm càng tốt. Nhưng chó không muốn ở trong nhà người khác chút nào. Nó chỉ muốn ở bên bà ngoại mà thôi. Bà kiên nhẫn giao tiếp với chủ chó. Con chó dường như hiểu được lời bà nói. Khi bà ngoại lại gửi chó sang nhà hàng xóm, không ngờ lần này con chó ngoan quá, vì nó biết bà nội sẽ tới đón. Suốt ngày ở yên trong sân, một cuộc gọi quen thuộc đến vào buổi tối. Hóa ra bà đã về. Chú chó dậm chân hào hứng. Tôi nóng lòng muốn lao ra ngay đến bên con chó và vuốt ve đầu của nó, khen ngợi nó vì nó rất ngoan và nghe lời. Chú chó khóc chảy nước mắt như muốn nói rằng: bạn có biết tôi nhớ bạn đến mức nào không? Sức khỏe của bà càng ngày càng tệ hơn. Bác sĩ nói bà sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Và thứ bà không thể buông bỏ nhất chính là con chó. Nếu một ngày con chó không còn bà trên đời, bà bắt đầu nghẹn ngào chú chó rúc vào bên cạnh bà. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên khuôn mặt của nó. Chú chó này quả là nghị lực phi thường. Tôi vô cùng yêu mến nó, xin cảm ơn Lu yêu quý. Cầu mong bà có nhiều sức khỏe để tiếp tục chăm sóc Lu nhé. Video của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay thì hãy comment cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.